Trời, tưởng gì dài ba hoặc cốc. Bỏ quả cốc ra, thấy con muốn làm tiktoker nhảy chịu chiêu, nhưng vì con hơi vô tâm, ít biết ơn mọi người, không có trách nhiệm xây dựng nội dung, ví dụ như là biết ơn ta vậy đó. Điều đó sẽ khiến con đường đến giấc mơ làm tiktoker của con dài như cánh hoa bút. Tôi không tin. Tôi tin rằng khi tôi sống biết ơn và có trách nhiệm với đời, thì tôi nhất định sẽ trở thành tiktoker triệu view. No Sữa chua uống lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow.